Có cách nào chữa được tật tham ăn hay không? Nó có cách. Đó là gì? Khi mà chúng ta ăn, quý vị làm ơn làm một chuyện như vậy, ha, làm một chuyện như vậy, lấy một cái tô, một cái bát, đổ hết đồ mặn, đồ ngọt, đổ hết vô, trộn nó lại, bóp nát nó, còn nó trộn nó lại, xay nhuyễn lên nát đó. Coi như là chè nè ha, cháo nè ha, ngay cả cái nước ngọt nè đó, đổ hết vô, trộn lại ăn. Sư nói là sư căn cứ theo kinh tạng, chứ không phải sư sư nói chơi đâu. Đó là dành cho người tham ăn nhé. Trộn hết lại thì như vậy đó, cái ăn của chúng ta lúc bấy giờ nó chỉ còn ăn để no thôi, chứ còn không còn ăn để ngon. Nó mất đi cái mùi vị rồi. Cứ nghĩ đi, đồ mặn, đồ ngọt mà cháo và chè nó trộn chung một chỗ, nó thành cái đống hổ lốn đó đó, nó hết ngon nè. Rồi tiếp nữa, vẫn làm cách đó ha, vẫn làm cách đó. Rồi tiếp nữa, khi ăn á, ăn mà nhắm mà chỉ còn chừng 4 hoặc 5 miếng nữa là no đó, thì phải dừng lại, bắt buộc phải dừng lại. Đấy, nó là giữ cái bụng mà nó lưng chừng vậy đó, ăn không có no, còn 4 5 muỗng nữa thì dừng lại, dù cho còn đồ ăn, dù cho đồ ăn nó còn ê hề vậy đó, dừng lại. Thì đó là hai cách để mà giảm cái tật tham ăn. Và một ngày như vậy đó, nếu như mà hàng cư sĩ mà bình thường á thì ăn 3 buổi thôi. Đừng có chia ra làm nhiều, đừng không có cần phải chia nhiều, mà tốt nhất á là ngày ăn 2 buổi, có nghĩa là buổi buổi sáng, buổi trưa, rồi còn lại buổi chiều là nhịn, trừ chiều tới tối là nhịn. Uống nước thì được, uống sữa được, còn lại thì nhịn. Thì mà sư nghĩ là nếu như mà quý vị cái thân hình mà nó mi nhon nó ha, nó ốm thì chắc không có hỏi câu này đâu. Mà nếu hỏi câu này thì chắc thân hình nó cũng tương đối nó phì nhiêu, thì cái chuyện mà không ăn chiều thì nó cũng không có phải là cái gì mà nó kinh khủng. Mà đương nhiên đối với cái người mà ăn nhiều xưa giờ mà bây giờ mà giảm lại, đối với họ là nó cũng là ghê gớm lắm á. Ráng tập, nó đòi hỏi phải có cái sự kiên trì.